Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Thì hôm nay mình lại làm video về cái dòng xe phổ thông. Cụ thể đây là con xe Viva, Viva nát của hãng Suzuki. Thì xe này là xe phổ thông, gọi là xe nát. Thì kênh của tôi thì cũng chia sẻ đủ các loại đa dạng, từ phun xăng điện tử cho đến dòng xe phổ thông cho đến những dòng xe nát. Thì con xe này là con xe Suzuki nát rồi. Thì tôi sẽ chia sẻ đến cho những anh em nào đang học nghề, những anh em nào bắt đầu vào nghề. Thì anh em cần phải làm những cái dòng xe này nó thuần thạo đi rồi thì anh em mới chuyển lên cái bậc cao hơn, cái dòng xe cao cấp hơn. Thì cái xe bây giờ là đang bị mất lửa. Bây giờ tôi sẽ bật chìa khóa lên để tôi kiểm tra lửa cho các anh em xem. Đây, thì anh em nhìn thấy hiện tại nào. Hiện tại xe bây giờ là không có lửa, không có lửa. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách kiểm tra mất lửa. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em dùng bằng cái đồng hồ UT33D+ mà nhà tôi đang cung cấp trên thị trường này cho anh em, để anh em đoán được cái bệnh là xe này nó bị làm sao. Thì đây là cái con xe này, là IC này là IC nội rồi. Thì tôi sẽ phân tích cho anh em là nó có gồm có 4 dây. Cái jack zin của nó gồm có 4 dây. Dây màu cam là dây điện ắc dương, ắc quy sáu khóa. Dây màu đen thọc trắng là dây mát. Và dây màu xanh thọc vàng là dây quận khiển. Quận khiển hay được gọi là quận kích đấy. Dây màu trắng thọc xanh là dây của mũ bên sườn. Thì một chiếc xe mà không bị mất lửa thì việc đầu tiên là anh em sẽ bật chìa khóa lên. Bật chìa khóa lên. Đồng hồ thì anh em sẽ bật về cho tôi cái thang đo là điện. Điện là điện DC. Anh em nhìn thấy chữ DC này. DC cũng là điện bình ắc quy. Đấy. Que đen của đồng hồ thì anh em sẽ cho vào mát sườn hoặc là ở đâu có mát, tôi cho vào cục bình là cực âm. Cái chỗ nào có mát là anh em cho. Việc đầu tiên là anh em sẽ đo cho tôi cái dây nguồn sau khóa xem là nó đã cấp vào cho IC hay chưa. Tôi bỏ vào dây cam. Đấy, anh em thấy 11V là đã có nguồn rồi. Đã có nguồn rồi. Tiếp theo là anh em sẽ đo cho tôi cái dây mát này xem là đã có mát chưa. Có nguồn rồi, có nguồn dương rồi. Xem có nguồn âm hay chưa. Thì anh em lại bật vào về cái thang đo thông mạch, anh em đo thông ra sườn xem nó có thông ra sườn không. Nếu mà thông ra sườn thì nó đã có mát rồi. Đấy, đã được 2 dây rồi. Còn 2 dây nữa. Tiếp theo là anh em sẽ đo cái cuộn sơ cấp của cái mô bin sườn xem là nó được bao nhiêu ohm. Tôi sẽ bật về cái thang đo là 200 ohm. Thì tôi đo cái cuộn sơ cấp của mô bin sườn. Thì anh em nhìn thấy cuộn sơ cấp của mô bin sườn được là 12 ohm. 12 ohm là ok rồi. Đấy. Tiếp theo là anh em sẽ đo cuộn sơ cái con khiển. Con khiển này chắc phải được khoảng độ hơn 100 ohm là ok. Vì tôi tiếp tục tôi đo đến dây khiển. Thì anh em nhìn thấy là bây giờ ở đây là có 37 ohm thôi. 37 ohm thì là cái con khiển này có vấn đề rồi. Đấy anh em. Đấy. 37 ohm không đúng, là không đúng rồi này. Đó là cái anh em bắn đoán bệnh bằng cái đồng hồ. Đoán đoán bệnh bằng cái đồng hồ này. Anh em không cần phải thay thế IC rồi, anh em cũng có kinh nghiệm nữa, anh em thay IC rồi thay mô bin sườn. Anh em làm đủ các thứ thì nó không mất thời gian mà chưa chính xác. Thì tôi đo ngay chỗ chân IC thì cái cuộn kích, nhờ anh em gọi là kích, nhờ anh em gọi là khiển. Đấy. Thì là có 37 ohm thôi. 37 ohm thì là không được rồi. Tiếp theo nữa, tôi sẽ hướng dẫn anh em đo ngay trực tiếp chỗ cái vị trí mà cái dây khiển hoặc là dây kích lên. Đây, tôi sẽ bứt cái dây này ra, tôi quấn cái đồng hồ của tôi lại ở đây. Thì bây giờ nó chỉ cũng được có 37 ohm thôi. Bây giờ tôi lại không đo ohm nữa, riêng cuộn kích này tôi lại không đo ohm nữa. Tôi lại bật về cái thang đo điện AC. Anh em đang đo AC này. Đấy, anh em bật về cái thang đo 22. Anh em phân biệt cái đồng hồ này tôi đang cung cấp cho anh em trên thị trường này. Tôi đã có một số cái bài video tôi quay với chế độ full 4K, quay đến từng chi tiết từng cái vị trí để anh em đo đạc trên những cái dòng xe phổ thông cho đến xe full xăng điện tử. Thì anh em nhìn thấy cái chữ V. Chữ V mà có cái dấu gạch này, ba cái dấu chấm ở dưới này là cái phần này, là cái phần đo điện DC cũng là điện bình ắc quy. Điện một chiều. Còn riêng cái phần mà cái chữ V mà cái dấu ngã này là từ 200V đến 600V này
Thì anh em đo điện xoay chiều, điện lưới thắp sáng, đấy, điện quận nổ, điện quận kích. Thì bây giờ tôi đang đo điện quận kích. Quận kích thì nói chung là cái xe này nó phải dao động khoảng độ hơn 1V là ok. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi bật, tôi đạp xem là có được hơn 1V không. Đấy. Đạp hoặc đề anh em nhá. Đấy. Anh em nhìn thấy là không được vô nào. Không được vô nào cả. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi tháo cái bên cái bộ lăng điện ra để tôi kiểm tra xem lý do vì sao mà cái quận khiển quận kích này nó không đưa tín hiệu lên cho IC để đánh lửa. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái bên mâm điện này ra. Thì tôi tháo cái bên mâm điện này ra thì tôi sẽ dừng với video lại. Thì cái tháo cái này thì anh em nào cũng biết tháo cả, tôi không chia sẻ làm gì cho tốn thời gian xem video của anh em. Anh em cố gắng xem hết video xem là có đúng bệnh của nó không nhá. Tôi đã tháo xong được cái phần bên bộ lăng điện. Và đây chính là cái con kích, hay là anh nhiều anh em gọi là con khiển đây. Thì tôi tháo ra thì cái đường dây nó không bị đứt, không bị chạm chập đâu cả. Thì đo nó chỉ được có hai mấy ohm thôi. Thì con này 100% là hỏng mất rồi. Thì tôi có lấy ra đây một cái con này là của xe gem, xe quay thôi. Nhưng mà cái chân nó vừa lắp được cho nhau, giống y chang nhau luôn, không khác gì cả. Thì tôi cũng lắp con cũ thôi, con cũ cho tiết kiệm tiền cho khách hàng. Vì cái xe này nó cũng không được còn được bao nhiêu mấy đồng nữa. Lắp con mới với con cũ thì thật ra nó cũng lắp cái con cũ này tiết kiệm cho người ta, cho khách hàng chạy vẫn vô tư. Thì bây giờ tôi sẽ lắp vào, tôi lắp cái con khiển con kích này vào, xong đó tôi lại hướng dẫn cho anh em cái cách kiểm tra cái nguồn điện và đo ohm xem nó có khác với cái con này không. Thì anh em chú ý xem hết video. Giờ tôi sẽ lắp con này vào. Thì trong cái quá trình lắp ráp á, thì tôi cũng không có quay lại nữa. Anh em nào tôi lắp được cái này cần gì phải quay lại mất thời gian cho anh em xem video. Thì anh em chú ý xem khi tôi lắp lại xem là hiện tượng nó như thế nào anh em nhé. Và tôi đã lắp lại được cái hệ thống bộ lăng điện lại rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành sang tôi kiểm tra. Thì kiểm tra xem như thế nào. Đây là cái dây này là chính là dây của cái con khiển, con kích. Tôi sẽ cho vào đây. Cho que đỏ vào đây, que đỏ đồng hồ vào đây. Rồi. Thì đầu tiên tôi que đen đồng hồ thì tôi đang cho vào mát nha anh em nhé. Đầu tiên tôi sẽ đo ôm. Đo ôm xem là nó được bao nhiêu. Thì anh em nhìn thấy là cái con khiển con kích tôi vừa thay vào là được 129 ohm. Thì cái con mà tôi vừa thay ra thì được có 27 ohm thôi. Đây. 130 ohm đấy. 130 ohm, 129, 130 ohm. Bây giờ tôi sẽ đo cái điện tín hiệu của nó như thế nào. Anh em bật về thang đo điện AC. Cái tín hiệu của cái con khiển á, của những cái dòng xe phổ thông á thì nó chỉ được khoảng độ 1V đến 2V thôi. Nhưng không có nhiều. Thì tôi sẽ tiến hành tôi đạp xem nó được bao nhiêu vôn. Đồng hồ nó hơi loa. Đấy, 1V đấy anh em, thấy không? Là nó được 1V đấy. Đấy, 1V. Nó chỉ được 1V thôi mà, tôi sẽ đạp mạnh em một cái nữa có được nhiều nào. Đấy, được tới 2V. Đấy thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi đấu vào. Tôi sẽ tiến hành tôi đấu này vào xem sao. Cái dây này nó hơi ngắn anh em ạ. Có một mình tôi quay thôi nên là hơi khó làm. Thợ thì bây giờ nó về nó ăn cơm nghỉ trưa hết rồi. Nhà tôi bận lắm. Anh em nào mà cần tôi tư vấn kỹ thuật nặng là anh em cứ gọi vào số điện thoại của tôi. Còn anh em đừng gọi vào Zalo. Anh em gọi vào Zalo thì tôi không có cầm được điện thoại. Đấy, bây giờ tôi sẽ dừng cái video lại. Để tôi nối hai cái đoạn dây này vào. Có một tay thì không thể vặn được, anh em thông cảm. Thì tôi đã nối được cái dây này vào rồi. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tôi đạp xem là có lửa hay không. Anh em chú ý nhìn nha. Đầu tiên là tôi sẽ bật chìa khóa này. Tôi sẽ đạp xem là có lửa hay không. Có lửa đấy anh em. Có lửa, nghe tiếng tạch tạch có lửa rồi. Tôi sẽ để làm sao để cho anh em nhìn thấy rõ. Đấy, có lửa đấy anh em thấy không? Đấy, lửa đấy. Đấy, tôi sẽ cầm lại cho anh em xem nó rõ.
đấy lửa đấy. Thế thôi. Thì là cái bàn bệnh lần này á thì thực sự là ai cũng sửa được. Nhưng mà cái thông điệp của tôi muốn chia sẻ đến cho anh em đó chính là anh em dùng cái đồng hồ này, anh em chuẩn đoán bệnh nó nhanh, nó chính xác. Đấy, anh em nào mà không có đồng hồ hoặc anh em sửa theo kinh nghiệm thì thường là nó hay bị có nhiều lúc anh em đoán nó chuẩn nhưng nhiều lúc anh em thay vào không được. Đấy thì cái thông điệp của tôi là tôi muốn anh em có cái đồng hồ này, anh em chuẩn đoán bệnh nhanh, nhằm đo đạc trên tất cả những cái dòng xe phổ thông và trên tất cả những dòng xe phun xăng điện tử thì nó một cách đơn giản. Thì nhà tôi cũng đang cung cấp cái đồng hồ này. Anh em nào mà có muốn sở hữu cái đồng hồ này thì anh em sẽ gọi vào cái số điện thoại tôi đang để trên màn hình, hoặc là anh em sẽ truy cập vào cái đường link Zalo bên dưới mô tả cái video. Tôi sẽ cung cấp cái đồng hồ này cho anh em. Đồng hồ này dùng rất chi là ok. Đấy thì cái đồng hồ nhà tôi là tôi quay rõ như thế này cho anh em nhìn thấy. Đây, đồng hồ này tôi đã sử dụng rồi nên là nó hơi lấm lem, hơi xấu. Đấy, thì cái video lần này tôi xin kết thúc video ở đây. Nếu anh em nào mà thấy hay thì bấm cho tôi một nút like, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho tôi xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình, lần sau mình làm những video hay hơn. Xin chào anh em, chúc anh em thành công.